Mình xin kính chào tất cả các bạn. Thì cái video trước đó mình đã có nói, thì khi mà mình sơn xong cái thùng đó, mình sẽ lắp ráp những cái món này vào trong cái lò kéo. Thì hôm nay mình cũng thực hiện cái lời hứa đó ha các bạn nha. Thì đến hẹn thì lại lên. Thì mình cũng hôm nay mình xin mời tất cả các bạn, mình sẽ cùng nhau với các bạn để ráp một cái chiếc lò kéo như thế này. Và bây giờ cái đầu tiên thì mình muốn cho các bạn xem đó, chúng ta cần ráp là những gì đó. Thì ở đây thì mình sử dụng cặp dép 250 nha các bạn nha. Ở đây thì mình có là hai cục nguồn. Ở đây mình có hai cục nguồn, một cục 12V để cấp cho cái bo Bluetooth, một cục thì 5V để mình cấp cho cái bo mi nha các bạn. Đây thì mình đã có hàng sẵn để tránh làm lãng phí cái thời gian các bạn. Thì ở đây mình cũng đã có chuẩn bị rồi. Và đây là cái lò ca, thì mình ở đây mình cũng bắn keo nến nha các bạn nha. Mình định vị cho nó ép sát vào cái lò ca luôn cho nó gọn nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy rồi đó. Rồi ở đây thì các bạn còn nhớ cặp bát này không? Đó. Các bạn thấy cặp bát này không? Hôm nay mình làm lại các bạn thấy cũng tương đối đẹp nha các bạn nha. Nó tương đối đẹp chứ nó không đẹp 100% được nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình lắp ráp nó vào. Thì những cái vật dụng mà không thể thiếu các bạn, những vật dụng không thể thiếu đó là một cái mỏ hàn chì và một cái cây phang để nhiều khi chúng ta cần sử dụng cái gì thì chúng ta sử dụng nha. Và cái âm ly của nó đang nằm đó các bạn. Thì cái âm ly thì mình đã có móc ra một cái dây tín hiệu nữa các bạn. Đó, thay vì các bạn xài cái gắt búp sen các bạn đưa vào những cái cổng này để chúng ta ao cái tín hiệu ra. Nhưng mà khi mà cái thùng nó đánh rung các bạn, thì lâu ngày những cái gắt búp sen đây nè, nó sẽ gỉ sét ra thì cái tín hiệu nó qua không tốt nha các bạn nha. Cho nên là mình móc thẳng từ âm ly ra luôn. Đó, mình móc thẳng từ âm ly ra luôn. Để một hồi mình cho nó đưa vô trong cái bo Bluetooth luôn nha các bạn nha. Không cần phải mà xài đấu chui, để sau này lỡ như nó có gỉ sét rồi nọ tín hiệu nó sẽ không tốt. Đó, thì ở đây mình có chuẩn bị một cái miếng mốt nè các bạn, để mình lót cái thùng. Đó, thì trước khi vào cái vấn đề đó thì mình cũng xin nói với các bạn là một số cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ nha các bạn nha. Các bạn có thấy ở đây là mình đã có bông cái mút tiêu âm hết rồi nha các bạn nha. Để mình lật cái thùng xuống các bạn được các bạn ơi. Đó, thì ở trong này mình muốn nói với tất cả các bạn nè, nếu như các bạn mà tiêu âm á, bông tiêu âm thì các bạn bông trong cái phạm vi này thôi nha các bạn nha. Bông trong cái phần phạm vi này nè các bạn, cái phạm vi của cái loa chúng ta vừa đánh vào. Đánh vào thì các bạn bông cái phạm vi này để cho nó tạo cái tiếng bass của chúng ta nó được ấm, được sâu ha. Còn như bước về cái khoảng mà để thoát hơi này các bạn không nên bông nha. Nếu các bạn bông hết cái thùng á, thì khi mà ở đây nó tả đà tạo cái độ ấm của cái bass xong rồi, nó ra tới cái lỗ thoát hơi ở đây á, thì nếu các bạn bông nữa thì nó không có thoát hơi được, nó không thoát hơi được tốt. Tại vì ở đây đã ấm xong mà nó qua tới cái khu vực bên kia nó ấm cái nữa thì cái bát của chúng ta nó sẽ yếu lại. Tại vì bên cái phạm vi bên kia là chỉ là để cho thoát hơi thôi, cho nên là các bạn bông chỉ bông trong cái phạm vi này. Tại vì mà các bạn thấy mình lót tới dưới chứ nó thật gì cả, nó vô tới đáy chút xíu này là lúc đó là mình cắt ngang các bạn, chứ không có hết cái thùng nha các bạn nha. Đó, các bạn nên lưu ý cái đó. Thì cái phần thoát hơi thì các bạn đừng có nên bông mút hộp gà này vô. Đó, nếu các bạn bông hết là cái bát chúng ta sẽ giảm, đánh nó sẽ không dứt khoát. Tại vì ở đây là một cái phạm vi là để làm ấm cái bát, nó lọt qua cái miếng dán đó, tức là nó là cái lực đẩy ra nha các bạn nha. Cho nên là các bạn không thể nào mà ở đây làm ấm xong qua kia các bạn cũng bông nữa thì nó sẽ làm ấm hai ba công đoạn, thì tức là cái bát của chúng ta nó không còn lực ra mạnh nữa nha các bạn nha. Đó, thì thật sự nó cũng rất là đơn giản thôi chứ không gì khó hết các bạn ơi. Đó, thì các bạn thấy
còn cái đơn sơ để mình lắp loa vô xong rồi đó, mình sẽ bắt lưới đồ vô đàng hoàng hết nha các bạn nha. Thì ở đây mình cũng có cái chuẩn bị một cái bo Bluetooth nè các bạn đó, đây là cái cửa nó, đây là cái cửa của nó. Thì ở đây thì cũng rất là bình thường thôi các bạn ơi. Ở đây mình xài chép là chép 250 nè đó, mình đã có dặn vào sẵn hết các bạn để mình bắt vào đó. Thì ở đây thì mình xài một cái con tụ cản 155 và một cái con điện trở 10 ohm 10W đó, thì mình cũng đã định vị nó vô trong cái cụ chép luôn đó. Là các bạn nhớ là quan trọng là những mấy cái mối giáp này các bạn nha, các bạn phải làm sao cho nó chất lượng, đừng cho nó chạm vào cái củ loa chúng ta để mà nó chi phối những cái nguồn điện đó các bạn, hoặc là nó chạm cái amply của mình. Cho nên cái vấn đề này các bạn kỹ chút xíu đó. Thì ở đây thì cặp bát các bạn thấy rất là nhỏ nè, nó nhỏ xíu luôn nè các bạn, mình lấy tay mình chụp gì đó các bạn thấy không còn thấy cái bát nữa nè các bạn nha. Rồi bây giờ cái bước đầu tiên thì chúng ta sẽ lắp ráp cái bát và cái loa ca trước nha các bạn nha. Tại vì cái này nó phần này là nó nằm phạm vi ở trong cái thùng đó, cho nên là mình phải làm nó trước. Rồi như cái phần chép với lại âm ly rồi thì mình sẽ làm sau nha các bạn nha. Thì đây các bạn thấy từ đây nè, mình sẽ cho nó vô đây một cái vô cái lỗ thông với cái bát nha các bạn nha, để chúng ta câu chung với bát. Thì ở đây mình móc cái dây. Thì ở đây mình cũng có một chuẩn bị một cái cọng này, là để một cọng dây điện này để chúng ta chập đôi nó lại, chúng ta sẽ hàn nó lại xong rồi chúng ta sẽ đưa vào cái bát. Thì bây giờ mình tiến hành mình sẽ hàn chì nha các bạn nha. Cái vấn đề ở đây là nó quan trọng là mình xin nhắc nhở các bạn nha, các bạn nên mà phân dây cho kỹ, cái nào cộng ra cộng, trừ ra trừ các bạn nha, để tránh cái trường hợp mà chúng ta khi chúng ta lắp vào đó thì lộn dây thì cái bát nó sẽ không có nha các bạn nha. Cho nên là cái vấn đề đó mình cũng đặc biệt nhắc nhở và các bạn xin lưu ý một cái điều đó, cái điều đó rất là quan trọng nha các bạn. Cái điều đó thì không thể nào mà thiếu được đâu, các bạn phải cân nhắc cho thật rõ là phải cộng trừ đâu đó rõ ràng. Các bạn lắp vào thì nói chung nó cũng không cháy lo không gì đó các bạn ơi, nhưng mà cái bát nó không có thôi, nó rất là nghe rất là kỳ đó, nghe nó cái bát nó không có được sâu. Với các bạn thấy tại vì các bạn lắp lộn cực á, thì cái lo nó sẽ đánh ngược các bạn đó. Nếu các bạn gặp lộn cực thì cái lo sẽ đánh ngược, cái lúc đánh bát là tức là nó nhồi trở vô, là nó vô cái phạm vi thùng, mà khi mà các bạn lắp ráp mà nó lộn cực là nó sẽ đánh ngược trở ra, cho nên là cái bát nó nghe nó kỳ lắm. Thì ở đây thì các bạn thấy dây trắng nhưng mà mình cũng có làm dấu, các bạn thấy không, đây là cái dây cộng đó, thì cái lo úp xuống như thế này thì lúc nào cái cộng nó cũng nằm bên tay phải mình khi mình nhìn tới nha các bạn nha. Còn nếu mà mình lật ngược lên thì cái cộng nó nằm bên trái, cái mối cộng nó nằm bên trái, là tức là cực dương đó. Mình nhìn cái lo nó lật lên thì cái cực dương nó nằm bên tay trái lại, còn mình lật gì thì nó nằm bên tay phải. Chỉ nhớ vậy thôi các bạn ơi, nhưng mà nó rất là dễ phân biệt chứ không khó gì đâu. Mình là mình chỉ nhắc cho những cái anh em nào mà chưa từng lắp ráp thôi, chứ còn cái vụ lắp loa này thì nó quá dễ các bạn ơi, chứ không có gì mà khó chứ. Nó thì chúng ta sẽ lắp cái loa bát trước nha các bạn. Lắp loa bát trước. Rồi chúng ta dặn ốc xong rồi chúng ta mới lắp được cái loa ca. Tại vì hiện tại là chúng ta còn hiện để mình nhỏ cái máy quay mình đây, hiện tại thì cái lỗ mà bắt ốc chúng ta ở đây chúng ta còn gửi ở trong cái phạm vi này một con nè, cho nên là chúng ta bắt cái lo bát trước xong rồi chúng ta mới bắt cái lo ca vô được. Nếu mà chúng ta bắt cái lo ca vô thì cái phần mà cái lo bát chúng ta sẽ bắt ốc không được.
phần đâu phải rồi. Cái phần đâu phải. Không phải à. Cái đó cổ chép. Cái mình còn ốc mà. Ở đây thì nói chung mình cái thứ nhất đó các bạn, cái thứ nhất thì mình chưa có mua được cái súng điện nha các bạn nha, để mình bắn cho nó lẹ. Với lại ở đây một cái mà mình thói quen mình đó các bạn, thì mình ưa dặn bằng tay các bạn này. Tại vì bằng tay thì cái chuẩn của mình nó rất là chuẩn, chứ không phải giống như các bạn dặn máy. Dặn máy nếu các bạn không quen tay, các bạn dặn lỡ tay là nó tuôn ốc hết. Đó, mình ship bằng tay tuy chậm nhưng mà nó chất lượng nha các bạn, nó không có bị quá chớn. Con nó bắt ngoài được, bắt lâu khá xong rồi. Bây giờ mình sẽ lòn cái loa ca mình bắt vô. Cái cặp loa ca này thấy gì chứ lợi hại lắm nha các bạn. Có cặp loa ca này cái tiếng ca mình nó rất là sáng đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nó giống như là một cái loa full vậy đó các bạn. Mình cũng suy nghĩ nó na ná vậy đó. Nó hỗ trợ tiếng ca rất tốt. Nhưng mà các bạn cân như thế nào cho nó vừa. Chứ mà nếu cái loa ca này mà nó nhiều chép quá đó các bạn ơi, thì nó ra nhiều quá thì các bạn nó xảy ra cái hiện tượng hú nha các bạn nha. Nó hú dữ lắm à. Cái tần số nó lên cao là nó hú dữ lắm đó các bạn. Cho nên là tránh cái việc mà các bạn canh cái vụ mà tủ cản nè, nếu các bạn mà canh nó quá nhẹ để cho nó ra nhiều quá thì thứ nhất là đứt loa, cái thứ nhì nữa là nó sẽ cho cái tiếng nó rất là chát nha các bạn nha, cho nên nó xảy ra cái hiện tượng hú rất là cao đó. Thì cái phần đó thì mình tự cân thôi các bạn ơi, chứ còn mình cũng không biết sao nữa. Thì cái phần đó để không thẳng từ từ mình tính nha các bạn nha, tại vì thời gian ngắn quá mình không thể nào mà nói hết cho các bạn được. Cái điện thoại của mình nó quá xàm, quá cùi bắp, cho nên là cái vấn đề đó mình cũng, các bạn cũng thông cảm. Kéo cái hàng ở đây chút xíu, kéo bỏ hàng. Ở đây mình làm theo cái kiểu thủ công mà các bạn ơi, chứ không có máy móc gì hết. Đó, cho nên là cái kênh của mình tuy rằng nó rất là đơn giản, nhưng mà nó mang cái tính chân thật nha các bạn nha, chứ không phải là không có giả dối gì hết. Đó, thì bây giờ mình lắp cái loa này như thế nào thì mình nữa mình ca như thế nấy thôi. Đó, còn cái việc mà nó có đạt hay không nữa thì do cái người mà người ta kêu mình làm đó các bạn. Đó, người ta sẽ đánh giá thêm cái nữa. Còn quay qua điện thoại như thế này thì chỉ quay cho các bạn xem nghe chơi thôi, chứ thật sự mà nếu mà đúng chất thì không đúng được các bạn. Tại vì cái dụng cụ mà để mà làm cái video á, để quay cho trong chẻo này nọ thì mình chưa có đủ khả năng nha các bạn nha. Cho nên là bây giờ mình sẽ quay theo cái gì mà mình đang có thôi, không biết làm sao giờ. Đối với mình thì rất là bình thường các bạn, mình sống sao thì mình chia sẻ vậy thôi. Mình cũng chưa, nói chung là mình cũng không cần màu mè gì lắm các bạn. Thật sự thì mình cũng không thích màu mè gì lắm đâu, nó đơn giản. Nhưng mà cái quan trọng là phải hiệu quả các bạn ơi. Nha, cái cùi bắp mà nó im thì đó là nó cũng đạt hết các bạn. Làm cái này thì nói chung nó cũng giống như là chúng ta nấu cơm ăn mỗi ngày các bạn ơi. À, chúng ta ăn ngày ít mà chúng ta ăn được hoài.
chứ không cần mà chúng ta phải làm một lần mà 50-70 triệu ha, hoặc 100 triệu, lâu lâu mình trúng một cái kèo lớn mà nói chung mình không cần. À, thì mình nói thì nói chung là mình kinh doanh nhỏ thôi các bạn, mình chỉ phục hồi phục vụ cho những cái người nào mà vừa với cái tầm này thôi. À, còn là những cái người cao cấp thì mình cũng đủ khả năng để phục vụ. À, nhưng mà chắc từ từ các bạn, bây giờ thì mình còn quá đơn sơ các bạn ơi, cho nên là có thể nói là người ta cũng chưa có tin tưởng mình gì lắm, tại vì những cái gì đó mình làm quá đơn sơ. À, chút xíu nữa quên nữa ha, chút xíu nữa mình vừa quên gấp lắp cái loa bát trước rồi. Các bạn thấy mình thiết kế rất là gọn, cái thùng thiết kế gọn, cực kỳ gọn luôn các bạn. À, muốn chí mí trơn luôn đó. Mình thì cái tiêu chí mình từ xưa giờ các bạn cũng đã biết rồi đó. À, thích gọn, nhẹ. Cái hiệu quả thì để cho người khác đánh giá cho mình không dám nói. Xiết bằng tay thì nói chung nó hơi lâu các bạn ơi, nhưng mà nó mình thích xiết bằng tay. À, mình độ chừng của cái tay mình khiển bằng cái tay mình, có thể là mình phát hiện được cái lúc là nó cứng hay là nó chưa cứng nha các bạn nha. Mình rất là thích. Có những khi hồi đó các bạn, mình cũng đi lắp ráp ở ngoài, nhầm cái anh cầm cái súng không chuẩn đó các bạn, anh bắn tuôn ốc hết trơn, mình dành tiếc biết nhiều nữa rồi. Còn cái vấn đề mà các bạn lắp vào thì lắp như thế này, còn nếu mà các bạn mở ra thì các bạn dùng súng rất là tốt, nó rất là lẹ các bạn, dùng súng rất là lẹ. Dùng súng nó lẹ lắm, cái lúc mà các bạn gã ra cái dáng này, nếu mà các bạn không khoan mồi thì có lẽ là khó mà dặn nổi nó các bạn, nó cứng dữ lắm, nó khích dữ lắm, khích. Cho nên là các bạn lấy dùng động, nó khích lắm các bạn ơi, nó vô là nó cứng dữ dằn, cứng lắm. MDF này thì cái thịt nó rất là dẻ chứ nó không có giống như dán ép này các bạn. Dán ép thì nó hơi xốp các bạn, còn này nó rất là dẻ. Nó dẻ nhưng mà nó có cái độ đàn hồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lật nó xuống nha các bạn nha. Phần này là coi như là tạm xong rồi đó các bạn. Lấy miếng mút ra. Lấy miếng mút ra. Đó, các bạn thấy không? À, nó vô là có cái hình dáng như vậy. Tại ở trên mình quay xuống còn thấy còn dây điện trắng. Đáng lý ra đây là mình xài còn cái dây điện màu đen đó các bạn, thì nó khó thấy hơn, nhưng mà lắp lưới các bạn không thấy đâu. Ở trên mình quay xuống thì mình thấy hai cái cọng dây điện trắng, nhưng mà thật sự mình nhìn ngang là không thấy nha các bạn. Tại ở trên này mình đang chiếu xuống như nè, cho nên là cái cọng dây điện đó nó chưa có giấu được. Nhưng mà mình lắp lưới vô rồi bảo đảm các bạn không thấy. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái công đoạn lắp cái hầm dây vào nha các bạn nha. Rồi các bạn đỡ cái thùng, đỡ cái thùng để đẩy cái hầm dây tới. Cái hầm dây này nó chạy rất là tốt nha các bạn nha. Mình canh lại, mình cân lại cái hầm dây chạy rất là tốt. Nghe chưa? Ok chưa? Điều nha.
Rồi bây giờ bây giờ chúng ta tới cái công đoạn chúng ta sẽ lắp vào trong này là ba cái là âm ly nè, và đây là hai cái nguồn nha các bạn nha, âm ly, và đây là hai cái nguồn của cái nguồn của cấp cho bo mi và cái nguồn cấp cho cái bo bluetooth. Hồi nãy thì mình tính lắp cái cặp chép luôn đó các bạn, nhưng mà cái chép nó từ từ cũng được nha các bạn nha. Ở đây mình lo cái những cái đại khái ở đây trước. Cặp chép rất là dễ gáp các bạn, cái 250 cái cũ nó rất là nhẹ, nó không có nặng, cho nên là cái vấn đề đó là không có gây khó khăn cản trở các bạn, các bạn đừng lo. Chẳng hạn như 450, 750 rồi đó thì những cái chép đó nó nặng các bạn. Còn chép 250 thì nó rất là nhẹ nè. Chép 250 đó nó rất là nhẹ cho nó không có nặng, dễ gáp lắm. Tránh cái việc mà nó đánh bị rung á thì các bạn nên mạ chì các bạn nha. Mạ chì vào những cái đầu dây này để chúng ta kết nối vào cái CB cho nó chắc chắn. Ở đây thì mình có thiết kế cái gờ này nó quấn dây điện các bạn, thì cái này cũng là một cái anh chủ đó, anh cũng thích dây dài cho nên là mình kết nối cho anh 10m đó thôi, 10m khỏi mất công mình kéo túp lô luôn các bạn. Bây giờ thì tới cái giờ làm việc của cái chú kế bên đó các bạn ơi. Chú ấy cũng làm mộc nữa, cũng đóng tủ, đóng bàn rồi này kia đó. Cho nên là có những cái tiếng nó hơi lớn á, các bạn cũng thông cảm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ lắp cái bo mi vào nha các bạn nha. Lắp cái bo mi thì ở đây chúng ta mà dùng hai cái lồng đèn mũ nha các bạn. Thì cái này những cái cây su mũ nè, chúng ta sẽ lắp vào cái chân của nó. Đó, để cho nó có cái độ hở ra dưới dán nha các bạn nha. Cái này phần này mình phải kiếm cái cây vít cục mới được các bạn. Kiếm cây vít cục mình mới dễ dặn. Đây, chúng ta dùng cái cây vít cục các bạn nha, chúng ta dễ dặn trong cái khuôn này lắm. Khi mà chúng ta thiết kế xong rồi hai cái cọng dây anten này nè các bạn, chúng ta sẽ buộc nó lên để cho nó hút sóng xa nha các bạn nha. Cái này là dây anten của Migo các bạn. Chúng ta sẽ lòn nó vào giống như chúng ta cắt điện nó ra các bạn, không có cho nó chạm vào cái vỏ. Chạm vào cái vỏ thì cái thứ nhất là có thể là mai mốt cái vỏ chúng ta bị ẩm này kia nó dẫn điện, và cái thứ hai nữa đó thì mình chỉ sợ cái thứ hai nữa là nó bị chạm cái mạch vào trong đó đó các bạn. Thì bây giờ mình chỉ lắp ráp vậy thôi các bạn ơi, chứ còn cái vấn đề mà dây điện mình đi cho gọn ghẽ nữa, cái phần đó thì mình hẹn các bạn cái video sau nha. Video hôm nay thì mình chỉ là lắp ráp thôi, chứ còn nói chung là chưa có đầy đủ gì hết. Cái phần này là chỉ mình lắp ráp cho các bạn thấy như thế nào thôi. Rồi các bạn, mình sẽ lắp chép vào luôn nha các bạn. Lắp vào chép vào luôn.
Thì nói chung làm gì cái gì các bạn, nó cũng sẽ có một cái thời gian nào đó để chúng ta quen với cái công việc thôi. Lúc đầu thì mình lỏng cổng lu bu, nhưng mà sau khi mình đã lắp nhiều lần rồi, mình sẽ tạo thành một cái thói quen đó các bạn. Nó sẽ không còn khó khăn nữa. Cái gì cũng vậy các bạn, dạn sự thì khởi đầu nan các bạn ơi. Cái gì lúc đầu nó cũng không gây khó khăn cho mình hết. Như đóng thùng này cũng vậy, cái lúc đầu đo đạc rồi này kia thật sự nó cũng rất là gối các bạn. Nhưng mà từ từ biết cho mình quen rồi các bạn ơi, chứ không có gì hết. Từ từ thì chúng ta sẽ quen thôi. Rồi sau khi mình lắp hai cái chép xong rồi các bạn thấy nó thành một cái, nó có một cái hình dáng lo kéo rồi đó ha các bạn ha. Các bạn thấy rõ ràng nha. À, thì bây giờ mình tiến hành mình sẽ câu qua cái, mình sẽ cấp nguồn cho cái bo Bluetooth và mình sẽ lấy cái tín hiệu đó để mình kết nối vào cái ampli nha các bạn nha. Rồi mình sẽ đưa cái bo Bluetooth vào nha các bạn. À, còn cái vấn đề này là cái mình thấy nó cũng hơi quan trọng nè các bạn ơi, cho nên là mình muốn nhắc nhở các bạn luôn nha. Đó, các bạn khi mà các bạn vào những cái gắt này nè các bạn, các bạn vào những cái gắt này các bạn nên đưa vào một miếng keo các bạn. Đó, chúng ta đưa vào một miếng keo chó. Đó, khi mà chúng ta gắt xong rồi chúng ta định vị nó lại. Định vị nó lại bằng keo con chó các bạn nha, chứ còn để đánh nó rung mà mai mốt là nó tiếp xúc không được kính đó các bạn, thì nó sẽ xảy ra cái tiếng ù, tiếng gọt gẹt này kia đó, tổn lo các bạn lắm. Nên là mình định vị nó bằng keo luôn. Các bạn có keo chó thì các bạn xài keo chó, còn nếu không có các bạn xài keo nến cũng được nha các bạn. Keo nến cũng là định vị cũng rất tốt. Ở đây mình sẽ chét vào đây để mình tránh cái trường hợp cho cái gắt này nè các bạn, để sau này mình đánh nó sẽ bị rung. Thì mình phải lo trước mới được các bạn ơi, đừng để tới nơi mới lo là nó hơi trễ nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ lắp vào. Các bạn thấy không, rất là đơn giản, không có gì phải khó hết. Nhưng mà cái lúc đầu mình không biết thì nói chung thật sự nó rất là khó, nhưng mà lần lần chúng ta sẽ quen với cái công việc, chúng ta sẽ quen với cái công việc mà chúng ta thường ngày chúng ta làm, thì chúng ta sẽ làm nó nhuần nhuyễn hơn. Đó, xong rồi đó các bạn, qua Bluetooth chúng ta đã cấp xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành câu dây loa. Thì ở đây mình có dùng một cái dây rút lớn nha các bạn. Ở đây mình có dùng một cái dây rút lớn để mình rút cái cọng dây điện lại các bạn ơi, cọng dây điện nguồn nè, để nhiều khi tránh cái trường hợp mà chúng ta lỡ chúng ta đi có dắp cái cọng dây này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái điện đài này nha các bạn nha. Đó, mình sẽ dùng một cái dây rút. Ở đó thì mình cũng có thiết kế cái rãnh để luồn dây rút nữa các bạn, thì mình cứ để vô thôi. Mình sẽ dùng cái dây rút mình định vị cái đầu dây trên lại, để khi mà chúng ta gặp cái sự cố chẳng hạn như chúng ta đi ngang chúng ta dắp cái dây điện nó cũng không sao nha các bạn nha. Cái điện đài này càng kỹ càng tốt các bạn ơi, tại vì nhiều khi nhà mình có trẻ em nữa các bạn, sau đó mình phải kỹ lưỡng mới được, nó rất là nguy hiểm các bạn. Đó, vậy các bạn thấy không, những cái mối mà mình làm ở đây nè, thật sự nó rất là kín nha các bạn nha, nó không có thể nào mà các bạn đưa nó ra ngoài được. Nó làm như thế nào để kín coi như là mình chống được trẻ em luôn, rồi người dùng nhiều khi người ta xài cũng sơ ý cũng không có sao các bạn nha. Đó, còn cái phần này thì mình sẽ để sau nha các bạn, cái phần mà mình đi cái dây điện này cho gọn mình sẽ để sau. Để sau là để chừng nào mà chúng ta mà cảm thấy những cái
cái linh kiện mà chúng ta lắp ráp á nó chạy ổn thỏa rồi đàng hoàng hết trơn, xong rồi mình mới rút những cái dây điện lại cho gọn sao nha các bạn nha. Thì nếu các bạn thấy kênh mình có hay thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình và đồng thời cho mình một like nha các bạn nha, để mà cho mình có cái động lực nha các bạn. Thì tạm thời thì nó cũng đã xong rồi đó bạn, mình cấp nguồn hết rồi đó các bạn, nhưng mà không biết nó có lên hay chưa. Thì bây giờ mình tiến hành thì mình sẽ ghim dây điện vào thử nha các bạn nha. Thì cái video mình tới đây thì cũng trên 30 phút rồi đó các bạn, chắc có lẽ mình kết thúc cái video tại đây. Thì nếu các bạn thấy kênh mình có hay hay là muốn trầm trồ để theo những cái video kế tiếp mình test nhạc thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, đồng thời sẽ nhận được cái video sớm nhất nha các bạn nha. Bây giờ chúng ta tiến hành ta ghim điện. Rồi bắt đầu khởi động. Rồi bo Bluetooth có nguồn nha các bạn, bo Bluetooth đã có nguồn. Rồi cái âm ly, đây là cái nắp 6 ly mà chúng ta truyền từ cái bo mi lên, chúng ta sẽ lên cái hàng đầu tiên nha các bạn nha. Đó các bạn thấy không, âm ly cũng đã khởi động rồi. Thì cái buổi sáng hôm nay thì mình cũng dành cái thời gian ra vậy đó để mà mình làm một cái video lắp ráp, để mà mình hướng dẫn cho anh em là cái cách của mình như thế đó. Thì các bạn thấy có hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn nha. Thì nó đã thành như vậy. Thôi bây giờ cũng cái điện thoại mình vẫn còn dung lượng được chút ít các bạn ơi. Thôi bây giờ mình lắp luôn cái lưới các bạn. Mình sẽ lắp luôn cái lưới vô. Rồi sau một thời gian thì mình đã bắt ốc đồ với bắt lưới rồi xong các bạn. Các bạn thấy nó như thế nào? Thì so với những cái nhà mà sản xuất những cái vỏ thùng đó các bạn, thì đối với họ thì chắc nó không có gì là quan trọng và chẳng có gì mà để nói. Nhưng mà mình tin rằng những cái video của mình chia sẻ là dành cho những cái bạn nào thích mài mò và thích tạo những cái gì ra để mà mình phục vụ cho bản thân thì rất là hữu ích. Thì qua những cái thời gian qua thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi cái kênh của mình trong suốt cái thời gian qua. Thì các bạn thấy bốn cái lỗ ốc ở trên đó không? Các bạn thấy bốn lỗ ốc ở trên đó thì mình còn một cái cửa lưới nữa nha các bạn nha. Hay là mình đã lắp luôn nha các bạn. Hay là mình lắp luôn ạ. Mình lắp luôn cho các bạn thấy nó hoàn hảo nguyên một cái hình dáng của nó nha các bạn. Thì nó đã xong các bạn. Thì nãy giờ thì nói chung mình đã bật nguồn lên hết các bạn ơi. Mình bắt nguồn lên hết, mình dặn lên thử coi là nó nãy giờ coi nó có hú hí gì hay không nha các bạn nha. Hay là cái bo Bluetooth nó có bị lỗi gì hay không để mà nó có ù e đâu này kia, mình xử lý luôn cho xong. Thì thường thường là mình gáp như thế này nè, mình để rất là lâu các bạn để cho coi cái bo Bluetooth á nó chạy có thể là nó yên ổn hay không, hay là chúng ta gấp vào thì nó bị hú hí ù e đâu nha các bạn nha, để chúng ta xử lý cho xong. Thì bây giờ mình sẽ quay sơ qua một lần nữa rồi mình xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn với các bạn một cái video kế tiếp là mình sẽ test nó thử nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, rất là đẹp các bạn. Thì cái này bụi nè các bạn ơi, nữa mình sẽ lau lại hết nha các bạn nha, mình sẽ lau lại cho nó mới mẻ lại hết, chứ cái này bụi bặm quá. Không có Bluetooth thì nằm kế bên đó, các bạn thấy không, nhìn cái mặt trước thì nó tạm thời nó tuyệt vời rồi đó, còn ở đằng sau thì mình sẽ còn chạy cái dây điện nữa các bạn đó, mình sẽ thu gọn những cái dây điện đó vô trong
xong rồi mình có cái ống đốt loại lớn đó các bạn, mình lòn vô xong mình đốt là thành một đường dây một nha các bạn nha, giống như là mình tóm mấy cái đường dây lại hết thành một đường một cho nó gọn nó đẹp, xong rồi bắt đầu mình kẹp vô đó, xong rồi các bạn thấy nó sẽ gọn gàng ngay thôi, cái điều đó không có khó khăn gì hết nha các bạn nha. Đó, thì đã hoàn chỉnh nha các bạn nha, nó đã hoàn chỉnh rồi đó, các bạn thấy không? Đó thì cái cửa này các bạn muốn xài thì xài, không xài thì cái việc gã bốn con ốc là lấy ra các bạn nha. Đó, các bạn chỉ cần là dặn bốn cái con ốc này ra thì các bạn sẽ lấy cái cửa nó ra ngay. Đó, các bạn muốn xài thì xài, không xài thì chúng ta có thể bỏ. Ừ. Các bạn thấy rất là đơn giản nha. Nhưng mà để mình sẽ chỉnh mi đồ rồi những cái tín hiệu rồi coi nó tốt hay không nha các bạn nha, chứ còn chưa có hoàn chỉnh, mà nếu mà chưa có hoàn chỉnh là mình test lên đây thì mang nhục chết ra các bạn. Cho nên là các bạn chờ mình thêm một công đoạn nữa là mình sẽ chỉnh đâu đó đàng hoàng hết. Thì đầu tiên thì mình cảm thấy mình gáp vô thì cái bo Bluetooth này thì nó rất là tốt các bạn, không có ù e, không hú hí gì là thấy ok rồi đó, cái phần đó là mình đã yên tâm ha. Còn cái phần nữa thì nói chung á, cái amply này mình làm trước khi mình ấy mình làm rất là kỹ các bạn, cho nên là nó không có gò gỉ những cái âm thanh mà những cái âm thanh khác mà nó nằm trong này đâu, thấy gì chứ bên mình ráp cái phần này thì khó lắm, trừ khi những cái amply cũ quá cái tụ nó yếu các bạn nó mới ù thôi, còn mấy cái này mình thay tụ này kia hết thì với lại cặp tụ nguồn nó còn ngon thì nó chạy ok thôi. Rồi thì hôm nay thì mình tạm thời xin kết thúc video tại đây, hẹn các bạn là video kế tiếp rồi mình sẽ test nhạc các bạn nha. Rồi mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại đến các bạn.